Hello, xin chào tất cả các bạn. Đây là phòng trọ của mình này. Đấy, và cuộc đời sinh viên ở trọ thì rất là khắm lọ. Đây, khắm lọ ở chỗ là cái cống của mình này. Nó bốc mùi lên rất là khó chịu. Đó, và mình phải lấy xốp mình nhìn nhưng không hết được. Và hôm nay thì mình đã nghĩ ra một giải pháp để xử lý cống này. Và vì ông chủ nhà này cũng không đầu tư gì cả. Đây là mình sẽ có một giải pháp là dùng chiếc ống nhựa như này để khử mùi cho nó. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm cái phần này. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu ạ. Vâng, và ở đây dụng cụ chúng ta cần có đó là một cái ống bịt. Ở đây là ống bịt 27 mới mua đây. Các bạn lấy loại mỏng thôi cũng được, bởi vì chúng ta cho dưới nước. Một đoạn ống 21 như này. Ở đây là tùy cái cống nhà bạn nhé. Nhưng mà cái cống thường thường ở trên thị trường bán này mình chỉ thấy có một loại duy nhất đấy thôi. Và ở đây thì chúng ta sẽ dùng một cái này gọi là cái thu 34 xuống 21 như này. Đó, sau đó chúng ta sẽ đặt một đầu 27 ở đây. Thì ở đây mình cần thêm đó là ba cái mẩu dây điện như này nữa để chúng ta có thể cố định cho cái ống 21 này nằm giữa vào đây. Đó. Và các bạn nhìn, các bạn cũng có thể hình dung ra cái chống thiết bị chống mùi của mình, đúng không ạ? Bây giờ thì mình sẽ vẽ ra giấy cái nguyên lý của nó và giải thích cho các bạn. Đây, nếu mà ai thấy đơn giản quá thì có thể thông cảm cho mình nhé, bởi vì cái này là một ý tưởng rất là đơn giản thôi. Mình cũng lấy từ các cái đời sống hàng ngày như là ở cái chống mùi bồn cầu hay là chống mùi bồn rửa tay thôi ạ. Đây thì mình sẽ để tất cả cái này ra một bên và mình sẽ vẽ nguyên lý ở đây. Đây thì mình sẽ vẽ tạm lên cái tờ giấy phong bì này, bởi vì thực sự sinh viên đi học nhưng mà mình không có một quyển sách nào trong nhà, cũng hơi buồn đấy ạ. Ui, bút còn hết mực nữa. Đây, mình đã có bút mới rồi. Ở đây mình sẽ vẽ nguyên lý của cái thiết bị này. Đây sẽ chính là cái thu ở trên này. Sau đó chúng ta sẽ có một ống 21 này. Và đây là một ống đầu bịt 27. Thì cái ống 21 của chúng ta sẽ chìm dưới này. Và những cái dây điện này chúng ta sẽ để chống cho nó và giữ cái đầu bịt 27 cố định ở đây. Thì khi mà nước chảy xuống ấy, thì sẽ theo nguyên lý là bình thông nhau. Ở đây thì mực nước sẽ tràn đến cái miệng của đầu bịt này. Và ở trong ống này cũng thế ạ. Thì khi chúng ta đặt xuống miệng cống như này, thì các bạn hãy hình dung đây là cái cống sẽ có rất nhiều mùi hôi thối, nó sẽ bốc lên. Đó, và bốc đến đây thì sẽ bị cái đầu cốt thu này nó chặn lại và mùi sẽ không thể bay lên phòng nữa. Còn khi mà mùi bay vào đây thì ở cái đầu ống bịt 27 này sẽ luôn có một mực nước nhất định. Mực nước sẽ cao như này, cao đúng bằng cái mép của cái ống đầu bịt 27 luôn ạ. Và cái mực nước đấy sẽ chặn, không làm cho các cái mùi hôi thối này bốc lên phòng mình. Đó, thì đấy là cái nguyên lý cơ bản của cái thiết bị chống mùi thôi ạ. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện. Vâng, và ra chợ mua ống thì không có gì khó khăn cả. Ở đây thiết bị của mình chỉ có giá là 7.000 đồng thôi. Bây giờ mình sẽ dùng lọ keo con voi như này. Và mình sẽ gắn vào ba cạnh của nó, mỗi cạnh một đoạn dây điện để chúng ta có thể cố định lại. Mình sẽ thao tác tiếp với đầu bên này. Ở đây thì ba cái chấu dây điện này sẽ làm nhiệm vụ là giữ cố định cho đầu bịt 27 này dính vào thiết bị của chúng ta. Thì đây, các bạn có thể nhét vào đây. Vâng, và như vậy là thiết bị cũng khá là cho và sâu đấy ạ. Đây chính là hình ảnh của chúng này. Nó sẽ có các khe này và nước sẽ thoát ra từ các khe hở này. Bây giờ mình sẽ cố định thêm keo con voi để cho nó có thể chặt hơn. Thực ra thì dây điện này rất là căng rồi, nhưng mà mình ở đây mình cẩn thận thì mình sẽ cố định thêm. Ok, bây giờ chúng ta chỉ việc chờ keo khô thôi. Vâng, và bây giờ mình sẽ thử luôn ở đây cho các bạn có thể thấy hiệu quả của nó. Đây chính là nguồn nước. Các bạn hãy tưởng tượng đây là khi chúng ta sinh hoạt sử dụng, nguồn nước sẽ chảy từ trên này xuống. Và nó sẽ chảy vào cái phễu ống như này. Đó, thì ống sẽ tràn xuống bên dưới. Đó, các bạn có thể thấy là nước đang thoát ra không ạ? Khi chúng ta ngừng rót nước thì ở cái phần mặt ống này luôn đọng lại một số lượng nước nhất định. Và chính cái lượng nước này sẽ giúp chúng ta ngăn chặn không cho cái mùi hôi ở dưới cống bốc lên. Còn ở trên phần trên phễu này thì nó đã chặn với lại cái đầu đi của nắp cống rồi, nên chúng ta sẽ hạn chế được mùi hôi rất là nhiều, và thậm chí là hoàn toàn không có luôn ạ. Và bây giờ nhiệm vụ của mình sẽ là lắp đặt hệ thống vào đây thôi. Ở đây mình sẽ cho xuống dưới cống như này. Như vậy chúng ta đã có một thiết bị khử mùi rồi.
nếu cái mặt ống này quá cao, chúng ta có thể cắt đi cho nó bằng với mặt ống này. Và khi chúng ta đặt vào đây thì ở cái phần đầu này nó sẽ là một hình phễu và sẽ rất là khít với cái ống bên dưới này, và sẽ không có mùi bốc lên bởi vì đã được bịt hết rồi. Còn bên dưới đã chặn lại bằng nguồn nước và vẫn đảm bảo là nước của chúng ta có thể thoát ra bên ngoài. Và với thiết bị này thì chúng ta chỉ mất với 7.000 đồng để có thể có một thiết bị khử mùi và một ít công làm nữa thôi ạ. Thì ở đây thiết bị chúng ta có thể sử dụng với tất cả các hộ gia đình nếu mà chúng ta gặp trường hợp này, hoặc đặc biệt đối với các bạn sinh viên thì ở đây là sẽ có giá thành rất là rẻ. Và nếu các bạn thấy cách làm của mình hay thì hãy cho mình một like, một share để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.